Nay mình lên cái bãi này mình chiến tiếp coi. Quá xá giờ này màu trời nó cũng hầm hì quá. Vẫn là con mé bãi sông cái. Đây lỗ này mình cũng mới móc dọn nè, phải đi xuống tuốt dưới đây nè. Đó, cái bãi nằm trên đó đó, phải lộ xuống tới đây nè. Đó, thấy không, đồ để lũ cũ á, đứng đi như này đó. Những cái lỗ đó dung thả dưới mớ thức ăn rồi. Với lại hồi sớm đi câu cũng có mấy con cá hả, mất công chuyện rồi gì à. Nay chiều đây đi lên đây đánh tiếp nữa coi. Thôi để mình xuống cần coi. Lâu đi đâu ạ? À? Lâu đi đâu giật giật hả? À? Trời ơi, cái chim. Đây, cá đây, bị lớn đây. À, bắt bạn con gần gọng cho có nhớt chứ người ta coi. Bởi người ta dính cá chê rồi. Mình ăn cá chim đi. Đó. Miết lạng 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 nữa nè, cá chim. Đây cũng là cá chim đó, ngon lành. Cá này chưa bấm máy quay nữa nè. Cá này chưa bấm máy quay nữa. Cũng không có gì rồi, cá này cũng được rồi, bấm trước không sao gì cũng được. Lô móc mồi này không mà. Đó. Giết luôn. Đâu phải ăn chìm là dính đâu. Ăn chìm là dính đâu. Cá chìm. Này. Lội. Cá dảnh. Giờ nó bị lớn là bự gì? Đó. Ha ha ha.
Nhảy mày. Mày hả bử? Cách chim. Dở lên luôn mày nhìn. Ngậm cá chim. Một ít em à. Mày hả mày? Cái chép. Lên em cái chép. Xuống dưới bắt lên mới được. Quá khuê nha, nhưng lành cành đào quá đã ha. Lên trời chiều nắng hơi chói à, cá chép ngon lành không? Quá đã khi mấy á, dính tịt quá, dính vô đây thôi, cứ ngắt rồi giờ không được rồi thôi đó, để mình nên mình gỡ ra. Thu cận đây, thành quả đây các bạn ơi, được mớ này nè,
con cá chép với mới cái chim nè. Còn bên đây của anh xin cà lem CT65 anh được con cá chê nè với mấy con cá trem nè, ngon không? Thôi mình kết thúc video đây luôn.